Hello, xin chào mọi người. Mọi người biết mình đang đứng ở đâu không? Hiện tại mình đang đứng ở khu vực công viên Yorokayushi nha các bạn. Thì hôm nay mình đi ngắm hoa biển ngạn. Thì sau lưng mình đây là cả một con đường hoa biển ngạn này các bạn. Khá là nhiều nha. Hôm nay mình sẽ đi quay hoa biển ngạn cho các bạn xem. Đi thôi. Đồng hành với mình hôm nay sẽ có Dương Baby. Hello. Dương là đi chụp hình nha các bạn. Mình sẽ quay video và Dương chụp hình. Ok các bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok nha, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn con đường hoa biển ngạn ở Yoro nha các bạn. Ai ở gần đây thì ra xem. Hôm nay là ngày bao nhiêu Dương nhỉ? Ngày 19 nhỉ? Nay ngày 19 nha các bạn. Ngày 19 chủ nhật. Nhiệt độ bên ngoài trời hiện tại là khoảng 30 độ, khá là mát. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người xem. Ok đi thôi. Bây giờ thì hoa nở khá là đẹp rồi. Ở đây người Nhật khá là đông nha. Hôm nay năm trước thì mình không đi được, thì năm nay mình sẽ đi cho mọi người xem, quay cho mọi người xem. Bây giờ đang nửa rộ này các bạn, mang cai rồi đó. Con đường này khá là dài ở công viên Yoro nha. Ai ở gần đây thì ra xem nha. Đó, cả một con đường dài thế này. Đó, mình sẽ đi dọc con đường này cho mọi người xem. Theo như truyền thuyết thì hoa biển ngạn này là cái loại hoa mà nó biểu tượng cho cái sự chia ly nha các bạn. Nói chung là buồn các bạn. Thì người Nhật thì họ trồng này để tưởng niệm sự buồn bã chia ly các kiểu đó các bạn. Nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Đó. Con đường này rất là nhiều hoa luôn. Lần đầu tiên mình đến đây. Nhiều mấy người bạn ở công ty mình chỉ chỗ. Con này đường này dài khoảng ít nhất phải 500 m nha, gần 500 m đó các bạn. Đi bộ mãi chứ không hết được đâu. Ok, mình sẽ quay lại những cái đoạn đẹp nhất cho các bạn xem nha. Ok. Đây các bạn, đây là cái khu vực mà có lẽ là hoa sẽ nở nhiều nhất ở đây nha các bạn. Mình sẽ đi đây một quay cho các bạn xem này. Đó. Ở đây người Nhật chụp hình rất là nhiều, hầu như là chụp hình thôi. Chỉ có mỗi mình đi quay video thôi. Không biết các bạn xem lên video có đẹp không, nhưng mà bên ngoài cực kỳ đẹp luôn. Ok, con đường đẹp nhất nha các bạn. Đây là khu vực đẹp nhất. Thì vô tình mình quay video thì có một người mẫu đang đứng chụp hình. Quay lên các bạn xem. Chào mọi người, hiện tại mình đang đứng ở giữa cái khu vực có thể nói là hoa biển ngạn rất là nhiều và đẹp nhất ở khu vực này. Ok. Đây nha các bạn. Chính giữa, mình đang đứng chính giữa cái con đường hoa biển ngạn này luôn. Đó là một con đê. Bên dưới là bờ sông nha các bạn, sau lưng mình đó, sau lưng mình toàn là hoa biển ngạn luôn. Các bạn tới đây sớm chứ không là nó hoa sẽ tàn trong vòng một tuần nha các bạn, một tuần nó sẽ tàn hoa rồi. Hoa biển ngạn này ngộ nha các bạn nha, không thấy lá luôn các bạn ơi, chỉ còn cây thôi. Đó, một cái cây mọc lên giữa đất thế này nè, rồi lên hoa thôi các bạn, không thấy lá luôn. Mọi người nhìn nè, tôi quay cho mọi người xem nha. Ai chưa thấy, chưa biết hoa biển ngạn như thế nào thì đây xem video của mình nha. Đó. Các bạn, nó mọc từ đất lên không thấy lá luôn. Chỉ là một cái thân cây thế này. Một cái thân cây thẳng như thế này, xong rồi nó lại lên một chùm hoa. Đó các bạn.
Ok, không biết mọi người thấy hoa bị ngạn ở đây như thế nào nha. Thì mình thấy thì khá đẹp rồi nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi về. Tạm biệt mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye.